Xin chào anh chị nha. Nay mình làm cái clip nói về các giá thể trồng lan. Thì đâu là cái giá thể tốt, ít bị nấm, rêu, giá thể nào phát triển tốt. Nhưng mà cái giá thể này là tùy theo vùng miền à. Đây là than nè. Than nó từ củi á. Thì giá thể này trồng tốt rồi. Rồi đây là bả thông nè. Đây là rêu nè. Rêu này lấy từ rừng á. Còn đây là sơ dừa xay nè. Còn đây là giấng chi lê nè. Còn đây là giấng bản nè. Giấng bản được xẻ từ những cây giấng á. Còn đây là giấng cọng nè. Các bạn có thể thấy những cọng giấng là bên trong nè. Vì còn đây là gỗ vú sữa xẻ nè. Đây là gỗ mục gỗ lũ nè. Đây là cái khúc gỗ lũ nè. Ở kia thì có sơ dừa thảm á. Các bạn thấy sơ dừa thảm nè. Còn đây là tổ quạ nè. Ngoài ra còn có các đây là tổ quạ nè. Rồi các bản chậu bằng trồng bằng gỗ cưa, mạc cưa. Rồi cái mạc cưa nè. Rồi mình sẽ nói về cái vấn đề là trồng trên viên đất nung trước. Thì đây là những viên đất nung nè. Những viên này thì ở những cơ sở người ta sản xuất ra rồi bán theo ký về. Thì mình trồng trên cái loại này mình thấy tốt. Nó giữ ẩm được và bỏ chậu thì nó tròn đẹp. Ít ít có bị rêu hay là bị mốc ở trên những cái viên đất nung này nữa. Cái bộ rễ của nó nảy và đi len theo những cái viên đất nung này nè. Nó rất là khỏe. Các bạn thấy đó. Bộ rễ nằm dưới đây rất là khỏe nè. À, như các bạn có thể thấy những viên đất nung của mình bỏ vào chậu rất là đẹp. Còn tại sao lại để cái chậu trong đây? Bởi vì khi mình sang chậu á, mình thấy những cái rễ con của nó trong chậu nhiều quá, mình sẽ ảnh hưởng tới cây, nên mình để nguyên cái chậu vô luôn. Rồi mình không muốn tách cái chậu ra vì sợ những cái rễ nó hư á, nó ảnh hưởng tới cái cây mẹ đang phát triển. Còn đây là cái chậu mà trồng bằng giấng cọng nè. Bạn có thấy? Bởi vì cái giấng cọng này á là ở khu vực Lâm Đồng người ta trồng nhiều, bởi vì khu vực đó nhiều mưa. Còn đây là mình đang ở Bình Thuận, khu vực phía miền Nam. Thì khu vực ở mình thì nắng cũng nhiều và cũng có mùa mưa. Ở khúc đó người ta trồng giớn á, bởi vì nó thoát nước tốt, không ảnh hưởng đến bộ rễ gây thối rễ. Còn ở khu vực của mình á, thì mình rải thêm ít sơ dừa nữa để cho giữ ẩm. Và mình treo ở khu vực cũng tương đối ẩm và ánh nắng của nó cũng vừa phải là cây phát triển rất là tốt. Ở dưới phía dưới á, người ta còn bỏ thêm một lớp xếp nữa. Chậu này thì cũng lấy từ ở trên đó về. Rồi mình hiểu vấn đề nên mình bỏ thêm cái sơ dừa để giữ ẩm cho vườn thì cây phát triển cực đẹp. Nên ở khu vực Lâm Đồng á, người ta ít có sử dụng những cái loại như sơ dừa xay hoặc là giớn chi lê lắm. À, các bạn có thấy cây phát triển rất là đẹp nè. Đó, đây là giớn cọng. Rồi mình rắc thêm một ít sơ dừa nữa. Các bạn thấy là cây phát triển ra nè. Đó, đây là giấng cọng. Rồi qua vấn đề này thì tới vấn đề giấng bản. Thì cái giấng bản này xẻ từ những cây giấng ra. Rồi mình ghép lên cũng khá là dễ. Rồi mình dùng ít rêu ở dưới. Bởi vì cây này nó giữ ẩm được, nhưng mà cái độ ẩm của nó mà tốt những loại khác á, thì không có tốt lắm. Nên cần treo ở khu vực hợp lý và giữ ẩm tốt cho cây thì rễ và cây sẽ phát triển rất là tốt. Nước nhiều thì gây thối thối nhũ thối rễ, nhưng mà giữ ẩm tốt thì cây mới là phát triển tốt nha. Rồi qua cái vấn đề là gỗ, nếu mà nói về gỗ lũ á, hoặc là gỗ vú sữa á, thì gỗ vú sữa cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà trên gỗ vú sữa á, thì cực kỳ phát sinh bệnh và nấm, mà đặc biệt là nấm, mình cực kỳ ghét là nấm. Cái loại này là kêu cái nấm tai trâu, rồi cái nấm xích trắng gì ở trên gỗ vú sữa nè. Đó, các bạn có thể thấy nó cực kỳ là ảnh hưởng tới bộ rễ luôn. Rễ phát triển vô rồi mà nó bám lên rồi. Cái này mình có xịt bằng Bencona rồi nè, mỗi tuần xịt một lần. Nhưng mà năm trước xịt thì nó hết, nó giảm. Rồi chứ còn không xịt lại là một thời gian tới mùa mưa nè, nó bung ra lại, xịt rồi nhưng mà vẫn bị, phải xịt hàng tuần thì nó mới giảm lại cái lượng đó. Cái này thì mình có xịt lại một lần, ghét quá mình dùng dao mình cạo luôn,
mình cạo ra rồi nó cũng lan phía bên đây lại đó. Các bạn thấy cái mình ghét cực kỳ trồng cái ngũ cốc sữa là ở vấn đề nấm thôi, chứ trồng ở đây thì cây phát triển rất tốt thiệt. Bạn thấy vườn của mình rất là nhiều gỗ vú sữa mà cây nào cũng bị nấm cả, xịt bencona phòng rồi, mình có bôi bằng thuốc đỏ luôn, cả mấy lọ thuốc đỏ rồi nhưng mà vẫn không hết. Chắc bữa nào mình sẽ dùng nước sôi mình tạt nó luôn. Thôi các bạn đăng ký kênh đi, bữa nào mình làm clip trị nấm bằng nước sôi 90 độ cho các bạn xem. Nói vui thôi chứ dùng là chết ở bộ rễ, phải xịt bằng bencona thôi chứ có cách đó là hiệu quả, cho dù có rải vôi cũng không hiệu quả đâu. Còn đây là một khúc gỗ mà được xẻ ra từ những cái cây khác, hình như cây này là cây nhãn thì phải, nhưng mà được cái là lấy đi cái phần vỏ đó ngồi á thì ở bên trong á nó ít có xuất hiện nấm hơn, chủ yếu là từ vỏ thôi, cái vỏ cây nó xuất hiện nấm rất là nhiều. Mà lột vỏ ra thì mệt mất thời gian, và mình trồng lên trực tiếp trên đây thì bộ rễ cũng tốt nè, mình thấy bộ rễ phát triển rất là tốt, rồi lá phát triển rất là tốt, rồi thân phát triển rất là tốt. Đó. Còn đây là những cái khúc gỗ lũa nè. Còn nói về vấn đề là trồng bằng sơ dừa thảm, đây là một miếng sơ dừa thảm nè, các bạn sẽ mua ở dưới vật liệu cây cảnh á. Đó, mình bỏ thảm vô thì các bạn thấy đây là cây con nè, mình mua từ cái hàng gieo hạt rồi mình trồng lên gỗ thì nó thô quá, mình ghép một cái chậu rồi mình để sơ dừa thảm rồi mình bỏ cái cây vô rồi mình bỏ phân thôi, mình bỏ phân lên các bạn thấy rễ bung đẹp nè, phát triển cực kỳ tốt luôn. Nó rất là giữ ẩm tốt nè, ở tiểu khí hậu của mình á, các bạn thấy tiểu khí hậu của mình nè, mình phân loại ra thằng nào cần nhiều nắng thằng nào cần ít nắng, và mình để thông thoáng cho nhà của mình nữa. Như bạn thấy mình sắp xếp lại cái cây chứ chịu khó nhìn vào cây rồi mình phân bố lại cái cây thôi thì mình sẽ được những cái cây mong muốn đó. Như còn khúc này nè, nó giữ nước tốt mà thì bộ rễ của nó phát triển ra rất là tốt nha. Đó, bộ rễ nó ăn qua lớp sơ dừa nó nảy xuống dưới luôn nè, bạn thấy không, rễ nó bám dày luôn. Đây là sơ dừa thảm này là trồng tốt này mà cũng ít có bị rêu bị nấm nữa. Rồi mình sẽ qua về cây giấn chi lê. Thì giấn chi lê này là giữ ẩm tốt rồi nhưng mà giá thành của nó hơi cao hơn rêu, thì rêu thì hay dễ cỏ và ốc, còn giấn chi lê là đã được xử lý rồi thì nó ít có vấn đề về nấm hơn, nhưng mà để chung nhiều quá thì độ ẩm nó cao. Ở đây thì mình hơi sai khi mình sử dụng phân dê, thì phân dê nó sẽ có những cái men trong phân nó sẽ có vi khuẩn này, nó ảnh hưởng tới cái giấn chi lê làm cho rêu đen nó phát triển rất là nhanh. Thì ở clip sau á, chắc mình phải làm một clip rồi nói về các tác hại của sử dụng phân dê. Các bạn đăng ký kênh để xem những clip sau nha. Đó, nó phát triển ra nấm đen, phân dê này là không có tốt, trên phân dê nó có nhiều vi khuẩn quá. Xử lý thì có rải vôi, thì đầu về cũng phải ít vôi lên trộn, chắc cái lượng vôi nó chưa đủ rồi mình bỏ lên trên, nhưng mà phần phía dưới á, thì nó không có nên mình chưa có muốn thay giá thể, thì mình cứ rải vôi sạch vôi đều 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 theo thì cây vẫn phát triển bình thường. Rồi rồi, nói với vấn đề phân dê thì chắc để sau, bây giờ mình qua cái giá thể mà trồng bằng rêu. Đây là cái giữ ẩm tốt nhưng nó cũng có cỏ, cỏ thì ít thôi. Đó, các bạn có thể thấy là mình bón một ít phân thì cũng ra cái nấm này nè. Cái nấm đen này nó ảnh hưởng đến mặt trên nè, nó làm xấu đi cái giò của mình. Thì cái lớp rêu này nó giữ ẩm cũng tốt, nhưng mà cái lớp rêu này thì nó hay bị nóng. Các bạn mà để ý á, khi mà nó khô lại cái lớp rêu này nó xếp, chứ không phải như giấn chi lê nha. Giấn chi lê nó tốt hơn, nó giữ ẩm nó mát, còn cái thằng này thì lại nóng. Nếu mà bộ rễ mà bị gặp cái thằng này mà bị thiếu nước nắng lên một cái á, là nó nóng liền, rất ảnh hưởng tới bộ rễ. Cái này thì mình cũng có để ý, bộ rễ của nó trên cái rêu này á, nó không được tốt hơn cái bộ rễ trên giớt. Nhưng mà cây này thì phát triển bình thường bởi vì mình giữ ẩm tốt, chỉ cần vườn đủ ẩm thôi, đủ ánh nắng là cây phát triển tốt. Đó, cây này là cây trầm thì cái loại này phát triển rất là tốt. Thì mình sẽ qua bên vấn đề nó về trồng kiếm. Thì vấn đề trồng cái lan kiếm ở đây thì mình dùng sơ dừa trộn,
thì mình trộn với lại một ít vỏ đậu phộng với phân dê rồi mình bỏ lên. Thì mùa này là mùa đen hoa. Rồi mùa đen hoa như thế này thì nó bung hoa rất là đẹp, đây là một giọt kiếm tiên vũ. Thì giò này cực kỳ phát triển mạnh, bộ rễ phát triển rất là mạnh khỏe. Như các bạn thấy đó, đó bộ rễ bung tu tủ luôn, ghép vô rồi đó, bộ rễ phun tu tủ rồi. Mầm con cũng chuẩn bị nảy rồi, cây đen hoa rất là đẹp. Thì ở đây mình cũng sử dụng phân dê rồi, thì hôm sau mình sẽ cho các bạn thấy cái tác hại của sử dụng phân dê và cách xử lý nó nha. Rồi giò kiếm này phát triển rất là ok. Thì cái hỗn hợp này là hỗn hợp trộn, thì mình sẽ trộn với lại một số cái mà mình đang có. Còn nói về vấn đề trồng trên bảng gỗ vú sữa, thì đây là một bảng vú sữa thì được xẻ ra từ khúc cây á, thì mình cũng không thích trên vú sữa đâu. Đó các bạn thấy nấm xuất hiện này, những cái nấm mốc bắt đầu nó lên nè, nó đâu phải là ấy đâu, nó tiếp xúc với lại cái phân dê đó, nó ảnh hưởng là nấm đi xuống luôn nè. Mình cũng xịt bên Kona phòng rồi mà vẫn không hết. Còn đây là cái giò mà trồng trên gỗ lũa nè, đây là khúc gỗ mục thôi chứ không phải gỗ lũa gì cũng xấu. Thì muốn trồng trên đây được á thì mình dùng ít xơ dừa thì mình bám lên rồi mình ghép cây lên trên đó, thì cây phát triển rất là tốt, bộ rễ của nó nảy khỏe rồi nó bung xuống dưới luôn nè đó, cây ra rễ rất là khỏe. Ở đây mình chỉ bón phân đen chậm thôi, mình cũng chẳng xịt thuốc gì nhiều đâu mà cây phát triển như thế này á. Còn đây là cây giả hạt núi Chúa ghép trên gỗ vú sữa, bản này mình mua rất là lâu rồi thì nấm trên đây cũng rất là nhiều. Xịt Bencona thì nó đã khô nấm rồi nè, các bạn thấy không, nấm quá trời nấm luôn đó, nấm gì mà nấm quá trời luôn. Nhưng mà nhờ xịt Bencona đấy vô á thì cái nấm nó khô lại, nhưng mà chỉ cần ngừng xịt là bắt đầu là xuất hiện lại rồi đó. Đây là mặt hoa núi Chúa nè, các bạn có thể thấy mặt hoa núi Chúa này nhìn cũng khá là chủng bông hoa đó. Tuy bây giờ là dân người ta chơi đột biến nhiều nên những cái bản này gọi là bản bản sen, giá bán thì cũng bình dân thôi, cũng không có nhiều, nhưng mà được cái là cây của nó ra rất là tốt. Bản này thì trồng trên đây thì cây phát triển bình thường chứ không có bung cây lắm. Còn đây là cái cây tổ phụng nè, cây tổ phụng này hơi nhỏ nên mình mua về mình ghép rồi mình cho thêm ít rêu vô. Nhưng mà khi mà ghép cây lên đây á, thì mình thấy rất là ok, bởi vì cái độ ẩm trong cái tổ phụng nè, trên tổ phụng nó cũng có những cái phân hữu cơ sống trong đó, như những cái sinh vật nó chết trong đó nó phát triển, nó tạo ra cái nguồn phân cung cấp cho cây nè, cây phát triển rất là tốt. Như đây là cái giò giả hạt Hawaii mình ghép lên chậu rồi mình bỏ lên cho cây tổ phụng á, các bạn có thể xem clip trước để thấy được cách ghép của mình. Thì cây đang phát triển rất là tốt nè, mầm ra khỏe, rễ cũng bung tu tủ khỏe nè. Còn đợt sau mình sẽ làm một cái clip mà nói về cách chăm sóc thằng này và dùng thuốc để kích thích tụi nó. Đây là cây tổ phụng, thì giờ này chừng 5 sao thì rất là đẹp, thân dài suốt. Bạn thấy rễ bên trong nè, rễ đang bung qua rất là đẹp, cây đang phát triển rất là khỏe nha. Rễ bung đi kiếm quá trời luôn nè. Rồi mình sẽ tới cái phần là nói về cái mạt cưa. Thì đối với mạt cưa có một số loại gỗ mà có nhựa thì mình không khuyến khích là dùng nó, nhưng đối với một số mạt cưa mà từ gỗ như gỗ me, gỗ vú sữa, gỗ nhãn thì tốt rồi, mà ở đâu là có mấy cái đó. Chỉ có những cái loại gỗ kia thì phải có cách xử lý riêng, ngâm nước nhiều ngày hoặc là ngâm thêm vôi. Thì mình trồng trên đây á, mình cũng thấy rất là tốt. Như trong đây là gỗ me, hôm trước có cưa một cây me thì mình lấy vô mình trồng, mình xử lý bằng cách bỏ vôi thôi. Bây giờ cây phát triển rất là ổn định và tốt nè, các bạn có thể thấy đó. Vậy là trồng trong những cái mạt cưa này là cũng hiệu quả, không kém gì trên giớn đâu. Nếu mà tận dụng được thì vừa rẻ tiền nè, vừa mang lại hiệu quả nè. Còn đây là cái giò mà ghép trên gỗ lũa, thì gỗ lũa này cũng phải cần giữ ẩm nhiều, chứ thằng này nó mau khô nước, không giữ ẩm á, thì cây sẽ rất là khô và nó tớp cái cây lại thì không có tốt. Thì đây mình ghép lên rồi cây phát triển tốt và dâm giữ ẩm. Rồi đi qua vấn đề về vỏ thông,
Thì nói về vấn đề bỏ thông á, thì bây giờ cái nạn mà lên báo chí rất là nhiều là triệt phá cây thông. Thì nếu có vỏ thông á, thì lấy lớp khô ở ngoài thì ok, nhưng mà vì lợi nhuận kinh doanh nên một số người phải tận dụng bóc luôn cái lớp vỏ bên trong ra từng mảng sẽ làm cây nó ốm và chết đi. Thì mình cũng không muốn đụng đến vấn đề kinh doanh của ai, nhưng mà dùng vỏ thông thì mình thấy phá hoại cho cây cối quá, phá hoại tài nguyên quá, phá hoại môi trường quá, nên mình cũng không có muốn dùng cái loại vỏ thông này nhiều. Nhưng mà vỏ thông này thì cây phát triển tốt rồi, khỏi cần bàn về vỏ thông rồi, nhiều dân chơi lan rất là thích loại này. Nhưng mà cái vấn đề mà tàn phá cây cối, tàn phá rừng thì không tốt. Thôi, mình không thích dùng vỏ thông đâu, mình bỏ qua cái loại này đi. À, đây là những loại rêu sơ dừa vừa rẻ tiền, ghép lên chậu thì ổn định, cây phát triển đồ tốt, chứ không cần phải dùng những loại vật liệu xa đâu. Nếu mà mình giữ ẩm tốt mà đẹp thì mình dùng những viên đất nung, những viên đất nung sẽ góp cho cây chậu đồ đẹp hơn. Còn đây là gỗ lũa, mình tận dụng lại thảm sơ dừa đó, mình thấy như dớn bán là những loại không có tàn phá hơn, nó tốt hơn. Như gỗ lũa nè, ghép miếng sơ dừa cây phát triển rất là tốt, đâu cần rồi những vật liệu cao sang đâu, đó, rễ được bung mầm ẩm thôi đó. Có cái chỗ nào mà nó khiếm khuyết đâu, do cách chăm sóc của mình nữa, chứ đừng có đổ thừa cho ai hết á. Nhiều khi mình phải chăm sóc và hiểu vấn đề của cây thì cây mới sống được. Như sơ dừa này cũng dễ kiếm mà, một trái sơ dừa mình có thể mua hoặc là ra tiệm. Thì sơ dừa ở trên quê thì nhiều mà, rảnh rảnh thì lụm mớ về mà ghép, hoặc là sơ dừa xay, xay thì phải mua rồi. Rồi mình chỉ khuyến khích, mình chỉ thích dùng dớn sơ dừa. Còn đây là một cây dendro mini lá biên, mình ghép lên quả cọ nè, cọ này là cọ Thái Lan thì cây phát triển rất là tốt, giá thể nào là trồng lan cũng được mà. Rồi đây là cây không khí. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha, nếu clip có gì sai thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn.